Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel mình, channel Vui Tặc Jimmy. Rồi, bây giờ cũng là buổi chiều, giờ như đã hứa thì chiều nay mình làm cái clip này là để phát quà cho 5 cái bạn may mắn. Rồi, nội dung clip thì cũng rất là đơn giản thôi, phát quà chúc mừng 5 cái bạn may mắn là gì, là một. Thứ hai là cũng như là mình khẳng định là một cái điều là này là phần quà là có thật, mình không hề giả mạo. Và trước mình cũng có up 3 tấm hình chứng tỏ mình đã gửi thẻ cho 3 bạn rồi. 4 bạn chúc thừa nhưng mà có một bạn chưa gửi Facebook cho mình nên hiện tại mình chưa có tìm được. Còn nếu mà bạn đó có xem được clip này thì cũng nhớ gửi lại Facebook cho mình nha. Đó là 3 bạn đầu tiên, còn hôm nay thì mình gửi mã thẻ cho 5 bạn trúng thưởng. Còn nếu bạn nào chưa gửi lên Facebook thì mình chờ với lại các bạn gửi lên Facebook cho mình thì mình mới gửi mã thẻ được. Chứ mình không biết bạn nào Facebook nào nên mình không có làm được nha. Rồi, đầu tiên thì do mình cũng chúc các bạn buổi chiều tối cũng như là hôm nay tuyệt vời nha. Xem clip mình thì cũng nhớ ủng hộ mình subscribe kênh và cũng như kết quảng cáo nhiều nha. Clip này đặc biệt nên mình sẽ đặt quảng cáo vào giây thứ 10, phút thứ nhất, phút thứ 3, 5, 7, 9, 10, 11, 3. Giây thứ 10 nè, phút thứ 1, 3, 5, nói chung là những con số lẻ đó, cái này các bạn cũng biết rồi, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 rồi đó. Rồi, nếu mà anh em thấy quảng cáo nào, kích quảng cáo cho mình nha. À, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu. Trước tiên thì ở clip này mình có nói 5 bạn trúng thưởng, đó là bạn thứ nhất là bạn Hoàng Vui Tặc. Bạn comment số 7 trúng thưởng là bạn Hoàng Vui Tặc là 1, bạn Tập Chơi Vui Tặc là 2, bạn thứ 3 là bạn Nguyên Phạm, bạn thứ 4 là bạn Điền Nguyễn và bạn thứ 5 là bạn Usumaki Enai. Năm bạn này mình đã đánh dấu trái tim rồi cho nên không thể nào mà nhầm lẫn được. Đây là những cái bạn trả lời trước, trả lời đầu tiên thì được trúng thưởng. Những cái trò chơi đợt sau thì mình nghĩ là mình sẽ thay đổi cái cách chọn bạn ơi. Tại vì nếu như vậy thì những cái bạn trả lời sau thì bạn ấy sẽ, các bạn sẽ không có cơ hội trúng thưởng. Cho nên đợt sau thì mình sẽ dùng một cái cách thức khác. Rồi, nói chung là như thế đấy. Một cái cách thức khác giúp cho mọi người, tất cả các bạn đều có cơ hội trúng thưởng nha, chứ không riêng gì những cái bạn comment trước. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sang cái video này là video cho các bạn gửi lên Facebook cho mình á. Thì ở đây có một số bạn đã gửi lên Facebook cho mình rồi. Ví dụ bạn Vua Hải Tặc, đây. Bạn Vua Hải Tặc này thì bạn có gửi Facebook cho mình rồi. Đó là cái số điện thoại này. Bây giờ thì mình sẽ copy số điện thoại này để mình tìm lên Facebook của bạn, rồi mình tìm các bạn để mình nhắn tin mã thẻ cho bạn nha. Rồi, đây là bạn đầu tiên, bạn Hoàng Vua Hải Tặc. À, bây giờ mình sẽ sang Facebook nha. Ok, mình đã qua Facebook rồi đây. Đây là Facebook của mình, Bảo Nam nha. Anh em có gì thắc mắc liên hệ thì cứ tìm Facebook của mình, là các bạn có thể nhắn tin được cho mình mọi thắc mắc thôi. À, nhưng mà thì mình on cũng không nhiều cho nên anh em có gì thì thông cảm với mình nha. Bây giờ thì mình sẽ nhập số điện thoại của bạn rồi mình tìm lên Facebook của bạn cái đã. Rồi, không có số điện thoại, không có lên Facebook rồi đó, các bạn thấy chưa? Cực khổ cho mình rồi đấy. Bây giờ không có tìm được Facebook đây nè. Đắng lòng chưa? Rồi, bạn đưa số điện thoại cho mình mà mình tìm chả thấy lên Facebook bạn đâu. Bạn ghi là Hương Hương Nhung. Hương Nhung. Đây, thì anh nhấn vào số này là ra, mà mình nhấn có ra đâu. Đây, số y chang nè. Tìm chả thấy các bạn ơi. Vãi cái linh hồn. Thấy không, bạn thấy chưa? Rồi, ok. Bây giờ cũng chả biết làm sao. Bây giờ Hương Dung, bây giờ mình nhập Hương Dung thế này thì biết bao nhiêu cái. Vãi. Rồi, nhập này các bạn thấy nó ra không biết bao nhiêu nữa. Cái này thì làm sao mình biết là bạn nào mà mình phát. Rồi, một bạn đầu tiên, bạn Hoàng Hữu Hội Tặc, ở clip này nhớ để lại lên Facebook chính xác cho mình nha. Các bạn muốn để lại lên Facebook các bạn đơn giản lắm, các bạn lên đây nè. Ví dụ dòng thời gian mình là Bảo Nam, bây giờ các bạn vào cái trang cá nhân của các bạn, sau đó các bạn lên chỗ này nè. Đây, cái chỗ này nè, các bạn copy nguyên cái dòng này nè. Đó, cái dòng mình vừa đeo bên xanh nè, bạn thấy không? Đó, các bạn copy cái dòng này đó, bạn để dòng comment ở dưới là YouTube là mình truy cập vào là ra liền á. Bây giờ mình bôi đen cái này xong mình copy nè, bây giờ mình ra một cái trang mới. Đây, mình sẽ ví dụ các bạn là mình ra một cái trang mới. Bây giờ mình nhập cái link Facebook đó vào, rồi mình enter là nó ra ngay cái dòng Facebook của mình thôi. Đó, thấy chưa? Rất là đơn giản. Cho nên các bạn chỉ cần làm như vậy thôi là nó ra à. Không có gì rắc rối cả. Rồi, ok, bạn thứ nhất là bạn Hoàng Vui Tặc. Mình không vào được Facebook của bạn cho nên mình không thể nào mà gửi mã thẻ bạn được. Bạn đầu tiên vào. Rồi, bạn thứ hai nha. Bạn Điền Nguyễn. Rồi, mình kêu là gửi link Facebook cho mình mà bạn ơi, dân hỏi chừng nào anh gửi. Giờ anh trả mình giáo biết lên Facebook bạn là bạn nào mới đau đấy. Bạn Kiệt Nguyễn, bạn có trúng thưởng không mà bạn lên Facebook vậy? Để mình coi bạn có trúng thưởng không chứ. Hình như bạn Kiệt Nguyễn đâu có, cực Kiệt Nguyễn đâu có. Rồi, thế là đây có một bạn. Bạn Điền Nguyễn có gửi Facebook ở đây rồi. À, đúng rồi, chính xác. Rồi, mình copy cái dòng này nha. Rồi, bây giờ thì chuyển sang cái này. Không biết có ra Facebook của bạn. Rồi, không tìm thấy trang. Vậy cái linh hồn chưa? Đắng lọc. Các bạn đưa những cái trang Facebook như mình vào không được. Bữa cùng một lần này mình rất là bực mình về cái vụ này. Mình phát thẻ các bạn đưa lên Facebook sai làm sao? Đây có sự chứng kiến của tất cả các bạn luôn đó. Là mình vào Facebook của bạn ấy mà không được ấy. À, được rồi. Đây. Nguyễn Văn Phúc Điền, chính là bạn Điền Nguyễn. Rồi, đây là bạn đầu tiên. Bây giờ thì mình sẽ nhắn tin cho bạn. Đây.
Vãi. Những cái cạc điện thoại cạc rồi mình gửi cho các bạn thì là cạc dinh nha. Đây bạn này bạn đây cho bạn xem luôn. Đây. Nếu anh gửi cạc thì anh gửi cạc điện thoại Viettel nha. Rất là tiếc với anh đã mua dinh rồi. Cho nên bây giờ mình đã lỡ mua rồi, bạn chấp nhận nha. Có gì đặt sau thì mình sẽ mua cạc điện thoại nào sau. Còn bây giờ theo cái thể lệ thì mình chỉ đưa cạc dinh thôi. Anh đưa cạc dinh. Nhé. Hiện tại anh có cạc dinh. Thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu gửi mã thẻ cho bạn ấy nha. Ok mình đã quay trở lại đây. Vậy là mình đã gửi thành công xong mã thẻ cho một bạn. Đầu tiên bạn Nguyễn Văn Phúc Điền, tức là bạn Điền Nguyễn trên YouTube. Rồi đây là cái series. Đấy. Còn mã thẻ thì ở dưới, nhưng mà mình không thể nào cho bạn xem được. Chứ là bạn ấy chưa nạp, mà các bạn thấy bạn nạp vào thì bạn ấy sẽ bị mất kẹt nha. Anh em thông cảm nha. Rồi, ok vậy là mình đã gửi thành công nha. Hôm nay mình đã gửi mã thẻ đấy. Nhưng mà tại vì ở dưới mình che đây, không có bạn thấy thì bạn lấy. Rồi, vậy là một bạn đã thành công. Rồi mình tắt đi nha. Rồi xong một bạn đầu tiên. Rồi xong bạn Điền Nguyễn. Còn mấy cái bạn này bạn ấy chưa có comment gì cả. Làm sao mình biết mình. Đây 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 một bạn thứ hai, bạn Nguyên Phạm. Rồi bạn này cũng nằm trong danh sách trúng thưởng là bạn thứ hai. Giờ thì mình sẽ mở trang Facebook của bạn ra. Rồi bạn Nguyên Phạm luôn, đúng với tên luôn. Như vậy thì chắc là đúng rồi. Rồi bạn thứ hai bây giờ mình sẽ nhắn tin với bạn nha. Cũng như là gửi ạ. Chờ mãi mới thấy anh trả lời, mai có thẻ cho em nha, đang cần sự nạp tiền. Rồi đây. Này bạn ấy hôm qua có nói với mình đây, sau cho anh em xem luôn. Em sẽ dislike, unshare, unsubscribe và không kích vào quảng cáo cho anh nữa. Em chờ bằng thưởng lâu rồi mà sao anh không trả lời. Em là cái người trả lời đầu câu hỏi bắt hai của anh mà em có thể. Rồi ok, nói chung là bạn ấy mình có hôm qua mình có nhắn tin với bạn luôn là mai sẽ có thẻ. Thì bây giờ có rồi, cho nên mình sẽ gửi cho bạn nha. Rồi bây giờ bắt đầu gửi nè. Siri. Rồi số series nha bạn, để mình coi luôn. BC 00390191911. Rồi ok, giờ là mã thẻ nha. Mã thẻ. Rồi anh em hóng cái mã thẻ này lắm nè, cho nên mình sẽ stop lại chứ anh em thấy sao. Ok mình đã quay trở lại đó các bạn ơi. Rồi vậy là bạn Nguyên Phạm, bạn mình đã gửi mã thẻ cho bạn nha. Có mã thẻ dưới á, nhưng mà mình bắt buộc phải che lại thôi, không anh em thấy anh em lại lấy. Rồi vậy là hai bạn mình đã thành công rồi. Ui rất là tuyệt vời, bây giờ mình đã trả nợ được cho hai bạn. Rồi để mình coi con bạn nào không chứ. Đâu rồi, cái này phải không? Rồi vậy là bạn Nguyên Phạm một bạn mình đã trả xong. Bạn Điền Nguyễn mình cũng trả rồi đúng không? Uzumaki em nay là bạn chưa có nè. Rồi còn bạn tập chơi vui tặc với lại Hoàng vui tặc mình cũng chưa tìm ra Facebook của bạn. Rồi mình coi ở đây có bạn nào Facebook tiếp không? Bạn Tùng không không Nguyễn hả? Bạn Tùng không Nguyễn có trúng thưởng không ta? Để mình coi coi. Bạn Tùng không không Nguyễn đâu có trúng đâu, năm bạn rồi bà. Mình phát cho năm bạn đầu tiên thôi mà. Đây là clip nào đây mình cũng chả biết nữa. Đây đây đây. Bạn Tùng không không Nguyễn có trúng thưởng không ta? Để mình coi coi. Mình nhớ bạn Tùng không Nguyễn đâu có trong đây. Mình những cái bạn nào mình có phần thưởng là mình sẽ like ở đây. Rồi trái tim ở đây là hai bạn, Hoàng Vô Tạc là 1, Tập Chơi Vô Tạc là 2, Nguyên Phạm là 3, Điền Nguyễn là 4 và bạn Uzumaki Anai là 5 nè. Rồi bạn Tùng không không Nguyễn, đây là lên Facebook của em. Em có trúng thưởng không em? Rồi vậy là ngoài hai bạn này ra gửi Facebook của mình là hai bạn kia chưa gửi đúng không? Rồi ok, chưa gửi luôn. Rồi bạn Kiệt Nguyễn, bạn ấy cũng gửi lên Facebook cho mình nè. Cái bạn này sao mình lại không tìm một số truyền lục Facebook nha. Bạn gửi link cho mình đi, mình tìm cho nó nhanh. Rồi vậy là coi như chiều nay mình gửi được cho hai bạn. Bạn Điền Nguyễn và bạn Nguyên Phạm. Rồi vậy là tổng cộng còn 3 bạn nữa. Đây ba cái bạn này nhớ xem được video này của mình thì đó, gửi lên Facebook cho mình nè. Bạn Hoàng Vui Tặc là 1, gửi cái link nha, gửi số điện thoại. À đây 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 đây. Bạn ấy có gửi số điện thoại mới nè. Số điện thoại này phải không biết. Thắng lòng bình yên gửi tùm lum tà la. Tìm được không? Đây phải không? Bạn này có bạn Điền Nguyễn á, Hoàng Vui Tặc hả? Ủa sao lại tìm số này? À này 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 đây đây đây. Facebook đây. À cái này là bạn Nguyễn Văn Phúc Điền mà. Không phải là thành Hoàng Vui Tặc đây. Bạn đâu rồi, bạn Điền Nguyễn mà sao lại thành bạn Hoàng Vui Tặc vậy? À vậy là hai bạn này có chung câu trả lời đúng không? Bạn hai ạc này là chung phải không? Chung một Facebook phải không ta?
không biết phải không, thấy chứ sao mình tìm hai bạn lại ra chung một bạn Điền Nguyễn vậy, đúng không? Có một cái sự đó nó sai sai phải không anh em? Rồi tắt đây, mình cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà nhóm này là nhóm gì đây? À, số điện thoại hoặc là Facebook. À không, cái này là mình tìm này là mình lưu lại thôi chứ không phải. Vậy là mình phải tìm số điện thoại này của bạn ra, không ra Facebook luôn mà không có. Vậy là kết quả vẫn không có bạn ơi. Rồi ok, không thể nào mà tìm được, bạn ấy gửi số điện thoại này sao mình tìm vẫn không được nha. Đây số điện thoại đây, phải bạn Hương Nhung này không? Hương Nhung hả? Để mình coi phải không, hình như bạn có nói với mình Facebook của bạn là Hương Nhung thì phải. Đây đây đây, đúng rồi Hương Nhung. Rồi vậy là mình đã tìm được thêm một bạn rồi đây. Đại diện đây sao? Ủa đây là người lớn mà, bài ạc của bạn không vậy? Mình coi tin nhắn là mình biết liền à. Ủa chưa có tin nhắn giữa mình luôn, không biết phải không, để mình nhắn tin cho hỏi bạn thử đã. Dạ bạn, bạn có phải người trúng thưởng vua hải tặc Vinh Mây không? Ok, vẫn hiện tại vẫn còn ba bạn mình chưa gửi mã thẻ được, là bạn thứ nhất là bạn Hoàng Vui Tặc nè, ok chưa, một bạn. Các bạn xem được clip này nhớ để lại Facebook cho mình, bạn Hoàng Vui Tặc là một, tập chơi Vui Tặc là hai, còn bạn thứ ba là bạn bạn nào, bạn Zu Uzumaki Enai. Ba bạn này nhớ để lại Facebook cho mình, nếu mà bạn không để Facebook cho mình không thể nào mà gửi thẻ được cho các bạn, cho nên các bạn nhớ phải gửi để lại mã thẻ, để lại lên Facebook cho mình nha. Đây mình hướng dẫn lại một lần nữa, các bạn để lên Facebook nè. Đây các bạn lên cái chỗ này, chỗ Facebook của mình nè, nhớ là vào trang cá nhân của mình nha. Ví dụ mình Bảo Nam thì mình vào của Bảo Nam, sau đó mình các bạn copy cái dòng này, cái dòng ở trên đây nè, đó đó dòng này nè, rồi các bạn copy, các bạn paste ra cái comment ở YouTube của mình là mình vào đó là mình ra thôi, đó rất là đơn giản thôi. Ông ơi ông là Vui Tặc Vinh Mây à? Đúng rồi bạn, có người hỏi mình có phải là Vui Tặc Vinh Mây không, mình vừa trả lời đúng rồi bạn. Không biết thanh niên này muốn hỏi mình gì đây. Rồi ok, vậy là còn ba bạn nha, với lại một bạn kia nữa, còn một bạn trúng thưởng nữa mà mình lấy là các bạn ấy lại không để lại Facebook cho mình. Ba bạn đó với một bạn nữa, để mình tìm bạn đó rồi mình kêu nhắc bạn để lên Facebook cho mình luôn nha. Ok mình đã quay trở lại đây, ai mình vừa tìm kiếm bình luận game Vui Tặc đáp án trò chơi bách một là ra nè, các bạn thấy chưa? Các bạn rất là nhiều bình luận game Vui Tặc ở đây đó, cho nên các bạn mà có thể muốn tìm kiếm cái gì các bạn cứ nhập cái từ khóa bình luận game Vui Tặc, sau đó thêm cái vé sau là ra thôi, rất là đơn giản. Bây giờ thì mình vào ở đáp án phần bách một để mình xem coi cái bạn trúng thưởng cái bạn nào ha. Có một cái bạn bạo gì đó, mình nhớ là có một cái bạn bạo gì đó mà ấy không có lựa Facebook ở đây, để mình xem video để mình coi coi. Ủa này là tám con vật đầu tiên, bắt đầu bằng này mà, này là đâu phải đóng số, không phải giờ là không phải rồi. Đây bách một đây, bình luận trong tập trò chơi Vinh Mây đây, để mình vào những cái dòng comment nha các bạn. Rồi ok, sau giờ mình xuống đây. Ủa này là mấy cái con nhím nhai nhậu mà, đâu phải cái trò chơi kia là trò chơi chọn số từ cái con số mấy đó, chứ không phải là cái này. Rồi vậy là mình phải tìm trong kênh rồi. Ok mình đã quay trở lại, đây chính là chính xác cái video đây, mình đã tìm được, đó là cái những cái gợi này để trả lời răng số 14 đó, cái này 14 với 12 là các bạn này chắc là các bạn cũng biết rồi. Anh em xem clip nhớ quảng cáo ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì mình tìm các bạn, ngoài ba cái bạn hồi nãy ra thì còn một cái bạn nữa đấy, các bạn thấy mình có cực không, bây giờ mình phải tìm lại nè, đó rất là cực. Bởi vì anh em nếu mà có trả lời hay gì nhớ để lại lên Facebook sẵn cho mình luôn, mình đỡ mất công phải đi tìm lại rất là vất vả. Rồi ok giờ phải tìm lại thôi, bây giờ biết làm sao. Cái này thì mình đã trả thẻ cho ba bạn rồi, có bốn bạn giống thường mà mình trả cho ba bạn rồi, còn một bạn nữa chưa có gửi Facebook cho mình. Ui nhiều dữ đây, Vui Tặc Vinh Mây Huy là một bạn nè. Đây anh đầu tiên là bạn này là bạn Bình Trang nè, bạn không chọn số 14 đúng hay sao mà không biết mình đã gửi chưa, mình chỉ nhớ còn một bạn thôi. Chí Tí Tài Phan Nguyễn này mình cũng đã gửi rồi, là một bạn mình đã gửi rồi nè. Vui Tặc Channel mình cũng gửi rồi, là hai bạn. Còn bạn nào nữa, Vui Tặc Vinh Mây Huy mình cũng gửi rồi, là ba bạn. Còn một bạn nữa, bạn thứ tư là bạn nào á, vậy là không phải bạn dưới đây, vậy bạn đây hả, bạn Bình Trang hả ta, mình cũng không nhớ là bạn nào. Mình có ở video trước mình có nói bốn bạn rồi mà tại sao các bạn lại không để lại link Facebook cho mình.
đắng lắm anh Liên. Rồi bây giờ mình phải tìm cái bạn kia thôi, bây giờ biết làm sao. Không, này đúng rồi. Không biết nó có ở đây không ta. Không có. Giờ tìm lại mệt lắm các bạn. Ok, mình đã quay trở lại các bạn, mình đã tìm được video rồi. Mệt quá, mình thật sự rất là mệt á. Thôi, ở những cái quảng cáo mà bỏ qua 5 giây này, các bạn nhớ chờ 5 giây xong các bạn bỏ qua quảng cáo, vậy cũng là ủng hộ mình rồi đấy. Hoặc là các bạn có thể xem video, nếu mà video hay thì các bạn có thể xem. Rồi, đây, không biết có bạn nào đây. Này là những cái bạn trúng thưởng rồi. Này thì chúng ta có thể xem video, chúng ta có thể biết được bạn là trúng thưởng. Bây giờ thì mình để mình xem thử đó. Ok, bật âm thanh to nha. Chọn một con số bất kỳ gì, tuổi trăng tròn rồi đây. Cái vật phẩm này ra là nó liên quan tới cái gì ảnh nha. Bây giờ là những cái này cho đó, nhận số bạn 15 thôi, mình cho bạn đúng đi, đằng nào thì cũng comment đầu tiên trong những cái dãy số này. Rồi bạn bình trắng là bạn đầu tiên rồi, ok, vậy là bạn bình trắng là bạn đầu tiên nha. Rồi ở video này thì tổng cộng có 4 bạn, 5 bạn trúng thưởng mình đã phát được cho 2 bạn rồi, gửi thẻ 2 bạn rồi, vậy là còn 3 bạn cộng thêm bạn bình trắng này nữa nè. Hình YouTube là chữ B đây nè. Đó, bạn có xem được video này nhớ để lại lên thuốc cho mình. Đấy, chứ thật sự mình đã mệt lắm rồi đấy. Ba bạn này nhớ để lại lên thuốc cho mình nha, để mình còn gửi thẻ cho các bạn nữa. Các bạn đều là fan của mình. Trong 500 anh em vui tặc Jimmy của mình đều yêu quý cả. Cho nên bạn nào trúng thưởng là mình đều phải cố công mình tìm kiếm để mình phát thẻ đó các bạn. Cho nên anh em cũng nhớ thông cảm cho mình, cũng như là bên cạnh đó thì cũng phụ mình đấy. Các bạn gửi lên Facebook cho mình để mình gửi thẻ cho nhanh. Rồi ok, đó là cách gửi thẻ đầu giờ mình chỉ cho các bạn đó. Copy cái dòng này nha, vào trang cá nhân của mình đã rồi mới copy cái này nha các bạn. Đó, ok. À, chỉ đơn giản thôi. À, clip này mình gửi thẻ thì chỉ mới gửi cho 2 bạn thôi, còn 3 bạn là mình chưa gửi. Mong là trong thời gian sớm nhất thì anh em sẽ gửi thẻ cho mình. Đó, các bạn coi video này các bạn cũng biết được chính xác là mình đã gửi thẻ đó các bạn. À, hoàn toàn là sự thật, chơi trúng thưởng thì mình phát thôi chứ mình không có giả mạo gì cả. À, cũng như là các bạn thấy được cái sự vất vả của mình khi mình phải tìm kiếm những cái bạn đó đúng không? À, ok. Ok, giờ cũng chiều tối rồi, mình cũng chúc các bạn buổi chiều tối tuyệt vời luôn. Rồi xem clip mình thì ông subscribe kênh cái quảng cáo nhiều của mình nha anh em. Rồi tạm biệt 501 anh em vô tạc trên mây nha. Chúc các bạn buổi tối tuyệt vời. Ok, bye bye.